Rồi, hello, chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và tiếp tục là những nguồn thông tin mới nhất xoay quanh vụ việc Di ghẻ bạo hành cháu vẫn đang 8 tuổi đang khiến cộng đồng mạng hết sức bức xúc. Và rất nhiều người hiện nay đang lo lắng là tại sao vụ án này hiện nay đã trôi qua một thời gian khá là dài nhưng vẫn chưa có những cái kết luận cuối cùng là đưa ra xét xử đối với hai tên gọi là độc ác đã bạo hành cháu Vân An suốt cái thời gian là một năm qua. Và thông tin với tất cả quý vị và các bạn một điều rằng là chúng ta phải tin vào pháp luật. Chắc chắn hiện nay cơ quan công an cũng như là các luật sư đang điều tra và để khởi tố thêm tội danh và bắt thêm những đồng phạm đồng lõa để cùng trong cái đường dây gọi là hành hạ cháu Vân An này. Và hôm nay sẽ là một thông tin vui đối với những ai theo dõi cái sự kiện này là chị ruột của thằng Thái đã bị công an triệu tập để lấy lời khai. Và chúng ta có thể thấy rằng là những cái dư luận của xã hội nó rất là mạnh. Đó, và hiện nay họ đã triệu tập để lấy lời khai chị ruột của thằng Thái. Đó, bên công ty bảo hiểm hiện nay đã cho chị ruột của thằng Thái nghỉ việc. Chúng ta có thể nói rằng là rất là bức xúc đối với cái sự việc hiện nay mà gia đình của bên nội đã bao che cho cái sự việc của thằng Thái. Và rất nhiều người nha, mình không biết là người nhà hay là người thân gì của gia đình bên nội, nhưng có nói rằng là đối với người Bắc á thì lại đổ lỗi cho gia đình, còn đối với người Nam á thì ai làm đấy chịu. Thì chúng ta phải hiểu rằng câu nói này có hàm ý rằng là đừng nhắc đến gia đình bên nội nữa, mà hãy chỉ có xử lý con Trang và thằng Thái thôi. Nhưng nó đi phải nói lại, tại sao quý vị khán giả này lại nói rằng là không nhắc đến bên nội và ai làm ở đấy chịu? Chắc chắn rằng người đã trực tiếp đồng phạm để hành hạ cháu Vân An là thằng Thái và con Trang thì không thể nào thay đổi rồi. Nhưng không thể nào trách gia đình nếu như gia đình không có liên quan. Tại sao lại phải nói gia đình bên nội? Bởi vì chính bên nội và các những cái thành viên gia đình biết rõ những cái hành vi của thằng Thái với con Trang đã hành hạ cháu Vân An, nhưng họ vẫn bao che thì bắt buộc là chúng ta phải lên án để họ xử lý rồi. Và cái thông tin này thì mình sẽ để bình luận ở sau cái video này. Và bây giờ mình sẽ cập nhật cái thông tin mới là công ty bảo hiểm Nhân Thọ là nơi để mọi người, mọi nhà tin tưởng và trao chọn niềm tin để bảo vệ gia đình và những đứa con yêu thương. Tuy vậy, công ty lại dung túng một nữ phó tổng giám đốc nhân sự là NKMT, là chị ruột thằng Thái, mình không tiện nhắc tên nha, là thành viên trong gia đình của Nguyễn Kim Trung Thái có liên quan trực tiếp đến vụ việc và vô tâm và nhẫn tâm tiếp tay cho kẻ khác hành hạ con gái là con gái là cháu gái ruột dẫn đến hậu quả đau lòng. Đó, có nghĩa là họ đã tiếp tay và bao che cho các hành vi của thằng Thái, nên chúng ta phải lên án nha, chứ không phải chúng ta nói rằng là người nào làm người đấy chịu, chắc chắn là như vậy rồi, nhưng những người đồng phạm đồng lõa bao che thì phải xử lý nghiêm. Tiếp theo là giả sử gia đình có tình yêu thương quan tâm đến cháu như là gọi video mỗi ngày hỏi han sức khỏe của cháu, tâm tư tình cảm, hoặc là nếu nói con trai ngỗ ngược thì cũng phải lên tiếng để bênh vực và quan tâm bù đắp lại những cái mất mát mà cháu Vân An đã gánh chịu là không có mẹ ở bên, chỉ có ba ở bên cạnh thôi, thì họ gia đình bên nội là phải bù đắp là cái đâu chỗ đó để gọi là gọi điện quan tâm đến cháu nhiều hơn. Thì chúng ta phải nói rằng là những cái sự việc nó xảy ra thì sẽ không có hậu quả như ngày hôm nay. Là người những cái quý vị khán giả có bình luận là kính xin ban giám đốc công ty là xem xét cho thôi việc bà MT, nếu không tôi và hàng triệu dân Việt Nam sẽ không bao giờ tin tưởng và giao dịch với công ty. Đó là lời gọi là bình luận của rất nhiều quý vị khán giả đến với công ty bảo hiểm này. Và còn có một người đánh giá là như này: ôi, một công ty lớn về bảo hiểm Nhân Thọ mà lại chứa chấp một phó giám đốc nhân sự, một người đàn bà máu lạnh độc ác vô lương tâm đã bao che để tìm mọi cách che giấu tội phạm man dợ và tiếp tay cho nhân tình giết chết con gái của em trai bà ta là Nguyễn Kim Trung Thái. Đề nghị là bên giám đốc của công ty bảo hiểm này là sa thải bà này. Đó, không phải chỉ có một người đâu, mà hàng ngàn người đã lên tiếng công ty bảo hiểm này đã đề nghị sa thải cái chức danh của chị ruột thằng Thái. Đó, là cái bà này thì mình sẽ không tiện nhắc tên nhé. Vì sao hiện tại cư dân mạng lại bức xúc như vậy? Bởi vì chính bà chị ruột này là người đã liên hệ cho bác ruột của cháu Vân An, là mẹ ruột của cháu Vân An đó, là chị Hạnh. Đó, là liên hệ trực tiếp để có thể nói rằng là nói về cái việc là đưa cho đi hỏa táng. Và tại sao một người chị ruột này lại lên tiếng như vậy, trong khi đó ông bà nội hay là thằng Thái lại không lên tiếng gì? Thì chứng tỏ là bà chị ruột này đã thông đồng với gia đình là phải xóa dấu vết ngay. Đồng thời thằng Thái cũng xóa dữ liệu camera,
tiêu hủy chứng cứ, thì quý vị thử xem là có phải đáng để xử lý hay không. Rồi, không xử lý khủng hoảng, không có động thái xoa dịu cộng đồng, mà thẳng tay xóa comment, block tất cả ý kiến liên quan đến đạo đức của nhân viên nắm vị trí quan trọng của công ty. Đó là những người gọi là bên bảo hiểm họ không có tiếp thu ý kiến của nhân dân, mà họ lại đi xóa những cái comment đó và rất nhiều những cái đánh giá về công ty bảo hiểm này. Đặc biệt là hiện nay chúng ta đang chờ đợi là cơ quan công an họ đang mời làm việc với chị Diệu Thắng Thái rồi, ông nội bà nội rồi, thì có cái mức án nào để cho những cái người này gọi là với cái tội đồng lõa bao che hay không đó. Nên là rất nhiều người hiện tại đã lên tiếng và nói rằng là sẽ phải sa thải ngay về cái hành vi của một người chị của Thắng Thái này đã gọi là bao che đồng lõa cho cái sự việc của cháu Văn An này. Và đặc biệt hiện nay chúng ta có thể nói rằng là cái vụ việc này đang được rất nhiều người quan tâm, cũng như là mọi người đang nghĩ rằng là không biết bao giờ thì có thể là cái vụ án mới được xử lý. Bởi vì là sau khi bị bắt khẩn cấp đêm 30 tháng 12, Nguyễn Kim Trung Thái nhà đã thừa nhận là đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi, dùng cây đánh, và có lần Thái cũng cầm cây và đánh con gái nhiều cái. Có nghĩa là thằng Thái đã chứng kiến cái hành vi của con Trang và nó đánh theo luôn. Và Nguyễn Kim Trung Thái biết chuyện người tình dùng roi mây, cây gỗ là hung khí nguy hiểm để đánh con gái nhiều lần và liên tiếp đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái. Tuy nhiên là Thái khai rằng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang dạy dỗ con gái mình thời gian qua. Thằng Thái nó khai rằng là không nghĩ cái chuyện nghiêm trọng xảy ra, bởi vì nó nghĩ rằng là đánh cứ đánh thôi, không biết là cái chuyện là đánh cháu qua đời, bởi vì nó cho cái con gì ghẻ đánh. Bởi vì chúng ta phải nói rằng là trở lại cái vụ việc cháu đang nhập viện thì vết thương bầm tím nhiều nơi như mông, đùi, hông, lưng và sưng mủ ở vùng vai trái, và trên thái dương có vết thương khâu trước đó đã lành. Giải phẫu tử thi, cháu Văn An thì bị tổn thương vùng ngực và gãy 3 xương sườn, tụ máu vùng đầu, phù não nhẹ. Có nghĩa là cái sự việc này, theo cơ quan báo chí người ta vẫn đăng tải là thằng Thái đã chứng kiến cái sự việc này, và có thể rằng thằng Thái đã đem cái sự việc này đi kể lại với gia đình. Bởi vì là chúng ta có thể nói rằng là cái người mà có thể hướng cái dư luận khai từ ban đầu là thằng Thái khai cho cháu uống sữa, đỡ cháu vào phòng rồi hút những cái dịch ở trong mũi ra đó, nói chung là cho cháu uống sữa này kia, không có đâu quý vị. Bởi vì trong những cái tờ giấy có ghi việc làm là phải bắt là phải đổ rác, lau bàn thờ, lau bàn ghế, thì quý vị thử nghĩ xem là một người ác độc như vậy thì liệu có cho uống sữa không, bởi vì nó quá ác độc như vậy đúng không, nó đâu thể nào mà nó cho cháu ra uống sữa được. Cái điều này là hoàn toàn không có. Và đặc biệt là nói như vậy để có thể là giảm nhẹ cái mức án quý vị ạ. Đó, nói chung là nó rất là khôn chứ không phải là chuyện thường. Mà những người mà có thể là hướng cái dư luận theo một cái chiều gọi là khai đúng với nhau như vậy thì chắc chắn là phải người có chuyên môn. Và tại sao hiện nay lại có người nói rằng là phải bắt khẩn cấp ông nội, bà nội và lại cả chị ruột của thằng Thái nữa? Bởi vì là những người có liên quan thì người ta mới yêu cầu để xử lý. Và hiện nay nhá, là gia đình bên nội thì ông bà nội thằng Thái thì đã nghỉ hưu rồi, không phải là còn trẻ gì nữa, cái mối quan hệ thì có đấy, nhưng bây giờ người ta tránh xa hết quý vị ạ. Dùng tiền thì không thể nào bao che được. Và bên ngoại, gọi là mình gọi là bên ngoại thôi, thực ra là bên bố mẹ ruột của con Trang hiện nay đang có cái ý kiến là gọi là muốn từ con quý vị, kiểu nhục nhã quá mà kệ cho nó, muốn làm gì thì làm, muốn xử sao xử, bởi vì bây giờ chạy không được đâu quý vị ạ. Bởi vì cái vụ này nó chấn động ở trong nước và quốc tế luôn, nên là không có đường nào để chạy nữa. Và tiếp theo cái thông tin nữa là có nhiều người hỏi rằng là có khi nào hai bên gia đình này có thể là tìm đến nhà chị Hạnh để có thể dùng tiền hay là dùng thuê giang hồ để chấn áp về tinh thần hay không, thì chắc chắn là không có nha quý vị. Bởi vì hiện nay thì hai bên gia đình này đều rất là sợ, chỉ cần có một cái manh động nào đó thì công an họ sẽ tóm ngay. Và đặc biệt là chúng ta cũng đang chờ đợi bên cái tòa án họ sẽ tuyên cái mức án là tử hình, đó là cái mức án cao nhất đối với cặp đôi Trang Thái. Nhưng mà đang chờ đợi rằng là sẽ bắt thêm những cái nghi phạm. Bởi vì hiện nay thì từ cái lúc cái vụ án này xảy ra thì đã khởi tố bắt tạm giam 2 người rồi, và hiện tại vẫn chưa bắt thêm ai mà chỉ có thể lấy lên lời khai thôi. Và công an họ cũng vẫn đang điều tra tập trung vào cái vấn đề là tại sao là gia đình bên nội biết cái điều này nhưng lại không khai báo. Thì bởi vì họ cũng phải khởi tố có căn cứ, thì các luật sư họ mới bắt đầu là họ có những cái bằng chứng thì mới bắt được ông nội và bắt được cả chị ruột thằng Thái nha quý vị, chứ không phải tự nhiên mà bắt đâu. Và tiếp theo nữa họ sẽ lấy cái lời khai của thằng Thái với con Trang có khớp nhau hay không, và ai sẽ là người bảo nó
khai những cái lời khai là cho cháu uống sữa hay là đỡ cháu lên giường như vậy. Và ông nội thằng Thái thì cũng là người gọi là rất là nhẫn tâm, khi cái sự việc xảy ra là làm lễ, để có thể làm lễ nhập quan cho cháu Vân An á, thì đến tận hơn 9 giờ ông bà nội mới có mặt. Có nghĩa là có cái sự thờ ơ ở đây, là không quan tâm đến cháu của mình. Và đặc biệt là bà nội lại là người đã đổ cái lỗi gọi là mẹ đã không quan tâm đến con, mà trong khi đó thì chính con ruột của bà lại là người ngăn cấm không cho chị Hạnh đến để thăm con trong vòng một năm trời như vậy, đúng không? Bởi vì là chị Hạnh là một gia đình cũng gọi là cũng khó khăn, không có điều kiện như nhà con trai đó, nên là người ta gọi là môn đăng hộ đối. Thì bây giờ thằng Thái nó mới thích con trai như vậy, và đặc biệt nó đã gọi là nó thích con trai nó nhỏ hơn mình 10 tuổi để có thể dâng hiến chính người con của mình cho người bạn tình của mình để đánh đập trong suốt thời gian, trong cái thời gian là một năm qua như vậy. Thì chắc chắn là cặp đôi này sẽ phải chịu cái mức án cao nhất là tử hình. Nhưng mà chúng ta hiện nay vẫn đang chờ đợi những cái gọi là khởi tố thêm những cái tội danh, và đặc biệt là cái bằng chứng đã quá rõ ràng rồi, bởi vì là camera đã quay lại được cái hoàn cảnh như vậy là nhiều lần Trang Thái đã đánh đập cháu Vân An, thì họ mới có bằng chứng để khởi tố vụ án. Và đặc biệt hơn nữa thì bây giờ cũng chưa có cái thông tin gọi là cái mục đích cũng như là cái nguyên nhân mà cháu Vân ra đi là bị đánh ngày hôm đó hay là những cái vết thương đã có từ mấy hôm trước rồi thì mới tạo nên cái gọi là đau đớn cái lúc đấy thêm nữa thì mới cháu mới qua đời. Đặc biệt hơn là cái nguyên nhân mà đạp lên vùng kín cũng như là người mà đã đến đón cháu Vân An có liên quan gì hay không cũng chưa thấy có trả lời báo chí. Và đặc biệt các luật sư họ cũng đang tìm ra những cái nguyên nhân khác nữa, bởi vì là có thể là cái camera đó đã quay được cái hoàn cảnh đó, và đặc biệt là có nhấn vào thùng nước hay là đưa vào nhà tắm để người ướt sũng hay không, đó hiện tại cũng vẫn đang điều tra. Nên là tất cả quý vị khán giả sẽ tiếp tục đồng hành để ủng hộ cái vụ án này, và đặc biệt là sẽ đòi lại công bằng cho cháu Vân An và những người nào đã gây ra những cái lỗi lầm đã hành hạ cháu và bao che đồng lõa sẽ bị xử lý hết. Thì chắc chắn là em sẽ cập nhật thông tin mới nhất và liên tục để có thể đăng tải cho tất cả quý vị khán giả sẽ được theo dõi xuyên suốt cái vụ án này. Và tiếp theo là quý vị khán giả sẽ phải ủng hộ và xem những cái clip tiếp theo của những người gọi là cập nhật thông tin về vụ án này để cho cái vụ án này không bị chìm xuống. Và khi quý vị khán giả không quan tâm, cộng đồng mạng không quan tâm nữa thì cái vụ án sẽ bị chìm xuống. Và lúc đó thì có thể là họ sẽ thay đổi cái tình thế một chút xíu, nhưng mà hiện tại thì chúng ta có thể nói rằng là vẫn đang rất là nóng. Quý vị khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ và ủng hộ mỗi ngày, để có chỉ cần có thông tin về cái vụ này thôi thì mọi người sẽ tiếp tục vào để ủng hộ và sẽ chia sẻ để cho nhiều người biết đến, để sẽ ủng hộ đời lại công nghệ của cháu Vân An. Và mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em bằng cách là chia sẻ và comment những lời bình luận động viên để em có thêm động lực để có thể ra video mới nhất cho tất cả quý vị khán giả sẽ được theo dõi cái vụ án này. Và video này sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều.